Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại chúng ta đang có mặt tại dự án The Standard được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia và tập đoàn Redox của Nhật Bản. Và đơn vị xây dựng của dự án chúng ta là Ricom. Và sau này khi dự án đưa vào hoàn thiện sử dụng rồi đó, thì là đó đơn vị quản lý vận hành đó là tập đoàn Hosea đến từ Nhật Bản anh chị khách hàng nhé. Thì dự án của chúng ta với tổng diện tích quy mô lên tới 6.9 hectare và số lượng căn của chúng ta là 374 căn. Trong đó thì bao gồm 8 căn nhà phố thương mại và 366 căn nhà phố. Thì sau đây Giang sẽ chia sẻ đến anh chị khách hàng về những cái tiện ích tại dự án The Standard này như thế nào để chúng ta cùng tìm hiểu qua. Bây giờ mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang nhé. Thì đây là cái lối vào chính nè anh chị khách hàng. Phía bên tay phải của Giang đây là cổng chính. Thì chúng ta sẽ di chuyển vào đây. Đây là cái lối vào chính của dự án của chúng ta. Bên tay trái của chúng ta đây là những cái tiện ích chính của dự án. Thì như trước mặt anh chị khách hàng thấy đây là cái clubhouse. Clubhouse này là được xây dựng để mà dành riêng cho cư dân của chúng ta khi mà sử dụng sau này. Mình cùng di chuyển tiếp theo anh chị khách hàng nhé. Rồi, bên tay trái của Giang đây là clubhouse được chủ đầu tư An Gia đầu tư lên tới 5 triệu đô để mà hoàn thiện cái clubhouse này. Thì trước khi mà anh chị nhận bàn giao là clubhouse của chúng ta đã hiện hữu rồi và cho anh chị tham quan vào dự án để mình trải nghiệm những cái thực tế của clubhouse mang lại cho anh chị cư dân là cái gì. Thì như tầng trệt anh chị khai thấy nè, thì nó có một cái quầy bar ở dưới, rồi nó có sân chơi trẻ em trong nhà, rồi khu vực sân chơi trẻ em phía bên ngoài luôn. Và tại đó nó có cái bàn bi lắc nữa là khu vực vui chơi. Rồi chúng ta di chuyển lên clubhouse này tầng 1. Thì vị trí đầu tiên mà Giang chỉ chia sẻ đây là cái khu vực thư viện. Thì khu vực này chủ đầu tư An Gia sẽ bố trí rất là nhiều sách để mà cho những cư dân chúng ta sau này mình sống tại đây, mình có một không gian để mình có thể là tịnh tâm mình đọc sách ha. Rồi kế bên cái phòng thư viện của chúng ta đây là phòng yoga. Thì khu vực phòng yoga là chính giữa chị khách hàng nhé. Và kế bên khu vực yoga đó là khu vực phòng gym. Thì tại khu vực phòng gym này chủ đầu tư An Gia đã bố trí tất cả những cái máy móc gọi là thiết yếu để cho chúng ta có thể sử dụng tập cho cơ bắp nâng cao sức khỏe của chúng ta chị khách hàng nhé. Thì kế bên cái clubhouse thì chủ đầu tư An Gia còn làm những cái tiện ích ngoài trời. Bây giờ mình di chuyển qua những cái tiện ích ngoài trời anh chị khách hàng nhé. Và đây là khu vực tiện ích ngoài trời. Thì Giang xin chia sẻ với anh chị, đây là cái hồ bơi. Hồ bơi chúng ta là sử dụng muối khoáng, không sử dụng clo, nên nó rất là tốt cho sức khỏe. Không gian phía dưới này là khu vực hồ bơi cho trẻ em, còn không gian phía trên là hồ bơi cho người lớn. Thì tại hồ bơi cho người lớn thì chủ đầu tư bố trí những cái ghế phơi nắng ngoài trời để cho chúng ta có thể là tắm nắng mỗi ngày luôn ha. Rồi kế bên khu vực cái ghế đó, cái ghế phơi nắng này thì có không gian phòng, không gian bể sục jacuzzi, thì để cho chúng ta thư giãn cơ thể sau một ngày làm việc mệt mỏi ha. Và bên tay trái của Giang đây nè, đây là cái không gian sân bóng gỗ ha, sân bóng gỗ, bóng chuyền, cầu lông các kiểu, thì chúng ta có thể sử dụng cái sân này. Và cái khu vực mà bao xung quanh anh chị khách hàng thấy đó, đó là một khu vực rạp chiếu phim ngoài trời. Thì mỗi buổi chiều thì chủ đầu tư An Gia sẽ bố trí những cái màn rạp chiếu phim để mà chiếu phim cho cư dân chúng ta sử dụng. Và khu vực Giang đang đứng đây là khu vực tổ chức tiệc BBQ anh chị khách hàng nhé. Thì anh chị khách hàng có những cái tiệc lớn, tiệc nhỏ, anh chị có thể đăng ký với ban quản lý. Sau này ban quản lý vận hành thì họ sẽ book lịch cho anh chị. Và anh chị sử dụng nguyên cái sân này để tổ chức tiệc BBQ. Và nếu mà số lượng mình ít thì mình dùng không gian này. Còn số lượng mình nhiều mình có thể sử dụng không gian khu vực bên này luôn. Và xung quanh của cái hồ bơi này. Thì một cái tiệc ngoài trời thì Giang cảm nhận là cực kỳ là feel, cực kỳ là chill luôn, cực kỳ là tuyệt vời. Thậm chí anh chị có thể là làm những cái tiệc giống như tiệc cưới thì mình tổ chức xung quanh hết trơn nguyên cái khu này. Tại vì cái không gian thiết kế của chủ đầu tư An Gia mang một cái không gian gọi là hơi hướng mở, kết nối, mang tính kết nối, nên anh chị thấy những cái căn nhà của chúng ta nè, hàng rào nó rất là thấp, nó chỉ cao 80 cm thôi, thì nó sẽ tạo sự kết nối giữa những cái cư dân xung quanh của cái dự án này
là tạo thành một cộng đồng gọi là khăng khít hơn về cái mối liên hệ hàng xóm. Rồi thì sau đây Giang xin mời anh chị khách hàng cùng di chuyển qua căn hộ mẫu để mình tìm hiểu căn hộ mẫu được chủ đầu tư An Gia bố trí và thiết kế như thế nào. Mời anh chị khách hàng cùng di chuyển với Giang nhé. Đây là không gian hồ cảnh quan anh chị khách hàng nhé. Thì chủ đầu tư An Gia họ rất là tinh tế khi mà thiết kế cái không gian hồ cảnh quan này, nó tạo một cái lối đi bộ hoặc là sân tập thể dục nhẹ ở đây thì anh chị khách hàng có thể di chuyển nó rất là thuận tiện vô cùng luôn. Thì khi xây dựng dự án thì chủ đầu tư An Gia đã xây dựng những cái căn hiện hữu cho anh chị khách hàng rồi. Thì kế bên những căn hiện hữu thì chủ đầu tư tiến độ xây dựng cực kỳ là nhanh luôn, triển khai trong vòng 1 năm mà anh chị khách hàng thấy là mọi thứ dường như là gần như hoàn thiện rồi và sắp đưa vào bàn giao nhà ha. Thì ở đây thì chủ đầu tư làm cho mình 2 cái căn hộ mẫu, thì 2 căn này sẽ cho anh chị trải nghiệm cái thực tế cái căn này thiết kế như thế nào. Mình cùng di chuyển vào ha. Thì đây là cái không gian bên ngoài của cái căn hộ mẫu của chúng ta. Thì anh chị thấy nãy Giang cũng có chia sẻ nè, là một cái cửa vào chỉ có cao 80cm thôi, thì nó tạo một không gian mở, nó không có gò bó cái căn hộ chúng ta. Và đây là cái thiết kế theo kiểu gọi là dòi phun phong thủy ha. Thì nó rất là nhẹ nhàng luôn. Thì một anh chị có thể là thiết kế cái dòi phong thủy này thì ô tô thì sau này anh chị có thể để đặt phía bên ngoài cũng được, hoặc là anh chị có thể là để không gian này trở thành một cái nơi để mình đặt ô tô mình trong đây để tránh mưa nắng ha. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển vào trong ha. Thì đây là một cái căn hộ chuẩn, thiết kế của chúng ta là chia làm 3 tầng. Bây giờ mình sẽ di chuyển vào tầng trệt mình coi ha. Thì từ bên ngoài bước vào thì chủ đầu tư An Gia bố trí cái cửa, đây là cửa chính, đây không gian là cửa lùa, nó sẽ tạo một không gian mở cực kỳ là rộng và thoáng luôn. Thì bây giờ mình di chuyển vào trong ha. Cửa của chúng ta là cửa Galaxy, lõi thép chống cháy, và trên cánh cửa này sẽ tích hợp khóa Hapler của Đức anh chị khách hàng nhé. Đây là một cái thiết kế mẫu. Thiết kế mẫu này thì một không gian bố trí cực kỳ là rộng và thoáng luôn anh chị khách hàng. Thì phía trước thì anh chị khách hàng đặt cái sofa để mà tiếp khách. Thì đây. Còn cái cầu thang của chúng ta anh chị thấy nè, cái cầu thang bên tay phải ha, thì từ ngoài bước vào là cầu thang bên tay phải, và cầu thang của chúng ta là bố trí sát tường. Anh chị để ý những cái căn mà nhà phố như vậy á thì thường Giang để ý là có rất là nhiều người họ đặt cái cầu thang nằm ở phía giữa nhà, và nó sẽ làm cho cái căn nhà của chúng ta bị chật đi. Thì chủ đầu tư An Gia là họ thiết kế, họ rất là nghiên cứu rất là kỹ vấn đề thiết kế, thì cầu thang đặt bên tay phải thì nó sẽ làm không gian chúng ta rộng hơn. Thì khi mà thiết kế cầu thang bên tay phải thì chúng ta có thể là thiết kế cái hệ thống tủ này, mình chứa rất là nhiều vật dụng trang trí như vậy. Rồi phía sau cái hệ thống tủ của cầu thang thì chủ đầu tư họ bố trí cái phòng bếp bên tay phải luôn, thì nó sẽ tạo ra một không gian gọi là bếp khuất, thì không gian nó sẽ khuất đi một phần nào đó đó. Rồi chính giữa thì sẽ bố trí cho mình một cái hệ thống tủ ha. Thì tủ này thì anh chị có thể để những cái lương thực khô trong đây ha, những cái thực phẩm khô thì mình đặt ở đây trong đây như vậy luôn. Và khu vực này thì mình có thể là đặt là một cái quầy vụ với một không gian mở như vậy, cực kỳ là rộng luôn đúng không ạ, cực kỳ là rộng và thoáng luôn. Và khu vực phía sau cùng thì chủ đầu tư họ bố trí một cái phòng vệ sinh ở đây, lắp đặt phòng vệ sinh ở đây ha. Và cái điều đặc biệt là cái căn của chúng ta là thoáng ra phía sau luôn mọi người nhé. Đây cái khoảng sau này nó ra một khoảng tới hơn 2m 2m rưỡi ha, thì nó sẽ tạo một không gian rất là rộng và thoáng. Giống như anh chị mà làm những cái giả sử mình nấu nướng mình đãi tiệc gì đó thì mình có thể là ra phía ngoài này mình làm, thì nó sẽ tránh cái mùi thực phẩm nó sẽ bay vào nhà trước khi mình sơ chế, mình làm trước khi mình sơ chế thì mình đem vào mình nấu nướng ở trong cái phòng bếp của mình. Và không gian phía sau là không gian để mình để gác luôn nha, có nghĩa là anh chị sinh hoạt hàng ngày thì sẽ
ra một cái lượng rác thì mình để phía sau, thì mình không phải di chuyển ở phía ngoài giống như một số nơi Giang thấy là họ để rác phía ngoài, thì nó rất là mất mỹ quan cái căn gọi là nhà phố của chúng ta. Bây giờ Giang sẽ mời anh chị di chuyển vào trong. Thì cái căn đặc biệt á, ở phía phòng khách là từ nền tới trần là cao 4m6, rất là rộng luôn ạ. Đúng không ạ? Thì chủ tôi thiết kế cái chiều cao 4m6 này sẽ tạo ra một cái không gian gọi là thiết kế lệch tầng. Bây giờ Giang sẽ chia sẻ cái thiết kế lệch tầng của căn này. Bây giờ mình di chuyển lên trên ha. Thì cái cầu thang này là đếm bước chân. Nếu anh chị đếm theo bậc ha, thì nó chia làm di chuyển lên đây là 18 bậc, còn di chuyển lên trên là 19 bậc nha. Mười tám bậc này là theo thiết kế cái dạng gọi là phong thủy. Rồi, trong đây là một cái phòng thứ nhất, nó nằm ở vị trí cái tầng là tầng này. Thì đây là thiết kế cho dạng trẻ em, thì các cháu thường hay năng động nên mình thiết kế ở cái vị trí gọi là gần nhất, gần tầng trệt nhất, để cái việc di chuyển của cháu nó tiện lợi. Thì không gian này dành cho những bé gái anh chị khách hàng nhé. Thì bây giờ Giang mời anh chị coi cái căn của chúng ta, căn phòng của chúng ta. Thì hồi nãy Giang có nói cái phần vấn đề là tầng á, là tầng, chính vì vậy nó sẽ thiết kế ra những cái phòng ngủ nó sẽ lệch nhau, nó sẽ lệch pha nhau, và nó sẽ không nằm trên một cái trục thẳng mà nó sẽ có một cái độ lệch. Thì khi mà cái cửa sổ anh chị mở ra đó, nó sẽ tạo cho cái căn này rất là thoáng luôn, và không cửa sổ đối cửa sổ. Thì trong phong thủy thiết kế á, cửa sổ đối cửa sổ thì nó rất là không hay ha. Thì cái cửa sổ chúng ta anh chị thấy nè, rất là thoáng luôn, và mình mở cửa sổ ra thì căn chúng ta thoáng. Và khu vực trên đây là giếng trời anh chị khách nhà nhé, nó thông giếng trời và làm cho cái phòng của chúng ta luôn luôn sáng. Và đặc biệt trong cái tất cả những phòng ngủ trong cái căn nhà phố của chúng ta đều có cửa sổ hết, view bên ngoài cực kỳ là thoáng và mát luôn ha. Rồi trong phòng ngủ này thì chủ đầu tư họ thiết kế bố trí một cái nhà vệ sinh nằm ở trong đây luôn. Đó. Rồi chúng ta cùng di chuyển lên cái căn phòng ngủ số 2. Đây là không gian của phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2 của chúng ta cũng có cửa sổ luôn anh chị khách hàng nhé. Đó. Cửa sổ phía sau và cửa sổ phía trước nó sẽ tạo đối lưu gió cực kỳ là mát luôn. Khi mà mình mở cửa sổ tất cả thì cái căn của chúng ta giống như là hòa quyện vào thiên nhiên anh chị khách hàng nhé. Rồi bây giờ mình di chuyển ra khu vực ban công ha. Thì cái đặc biệt phòng ngủ số 2 này là phòng master, thì nó có ban công luôn đó, cực kỳ là thoáng. Thì cái căn này là view trực diện ra phía ngoài tiện ích và clubhouse, có tầm view cực kỳ là đẹp luôn. Nếu anh chị nào muốn sở hữu những cái căn mà có tầm view như vậy thì vui lòng liên hệ với Giang ha, qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ mời anh chị đến tham quan thực tế và chọn cho mình một cái căn nhà ưng ý luôn. Thì trên cái thiết kế của cái căn này á, anh chị thấy không, là chủ đầu tư họ rất là tinh ý trong thiết kế. Phía ngoài ban công này chủ đầu tư họ trồng thêm một số cây cảnh để mà tạo thêm sinh khí. Ngoài cái tiện ích cây cảnh của nội khu của dự án, thì trong mỗi căn nhà chúng ta đều có cây cối, nó sẽ làm cho hòa quyện với thiên nhiên, có nghĩa là mỗi căn hộ ở đây đều hòa nhập với thiên nhiên luôn. Thì không gian thiết kế anh chị thấy rất là rộng và thoáng ha. Thì phòng ngủ lắp đặt ở đây, thì khu vực này là bàn làm việc và trang điểm, bàn trang điểm và bàn làm việc ha. Đó. Thì bố trí lắp đặt những cái hệ thống hộp tủ như vậy và cái kệ như vậy, anh chị có thể là trưng bày rất là nhiều cái vật dụng trong gia đình. Và khu vực bên tay trái của chúng ta đây là khu vực gọi là tủ quần áo và phòng tắm. Phòng tắm của chúng ta là thiết kế theo dạng không gian mở anh chị khách hàng nhé. Thì từ phòng tắm thì mình có thể là nhìn bên ngoài được luôn nè mọi người, nó có một cái cửa sổ luôn. Khi anh chị nào tắm thì anh chị có thể mở cửa sổ để mà cho gió lùa vào mát. Thì khi mà mình nhận bàn giao á, thì chủ đầu tư An Gia họ bàn giao cho hệ thống cửa sổ như vậy luôn. Nhưng mà cái gương này thì bên ngoài cũng có thể nhìn vào được, nên anh chị có thể dán thêm một cái miếng phim, miếng phim có nghĩa là mình nhìn bên ngoài được nhưng bên ngoài không nhìn vào bên trong được.
thì mình có thể vừa mở cửa sổ mình vừa tắm ở đây cũng được luôn anh chị khách hàng nhé. Rồi trong cái phòng tắm thì này thì có khu vực lavabo rửa mặt nè, rồi lavabo bồn cầu ha, rồi lắp đặt một cái hệ thống gương soi vừa là hệ thống tủ như vậy luôn. Đây là một cái gợi ý thiết kế cho anh chị khách hàng khi mà sau này anh chị nhận bàn giao cái căn nhà của anh chị á, thì anh chị có thể thiết kế như vậy, hoặc là thậm chí anh chị có thể là thiết kế những cái nội thất cao cấp hơn nữa. Thì đa phần những cái thiết kế mẫu này thì chủ đầu tư An Gia lấy từ những cái nội thất cũng khá là nổi tiếng đến từ thương hiệu Hoepler của Đức nè, rồi thương hiệu tủ gỗ Kata của An Cường anh chị khách hàng nhé. Đây. Đây là một cái gợi ý của cái tủ quần áo. Cái tủ quần áo thì anh chị có thể thiết kế theo dạng không gian mở như vậy thì sẽ tạo cho cái phòng của chúng ta rất là rộng ha, và thiết kế theo hệ thống tủ gọi là kính trong như vậy ha. Rồi Giang xin mời anh chị di chuyển lên căn phòng số 3. Thì như nãy Giang nói á, ở đây nó có 9 bậc, Giang mọi người đếm bước chân ha, là có 9 bậc thang. Thì 9 bậc thang này thiết kế theo kiểu phong thủy sẽ tạo cái vượng khí trong cái gia đình của chúng ta luôn. Đây là phòng ngủ số 3, thì phòng ngủ số 3 cũng có cái nhà vệ sinh, nhưng mà nhà vệ sinh này đặt phía bên ngoài ha, thiết kế đặt phía bên ngoài. Còn đây là không gian phòng ngủ cho một bé trai ha. Thì ra là tông thiết kế theo kiểu một bé trai rất là mê thể thao, rất là mê bóng đá. Thì mọi người thấy là những cái vật dụng thiết kế để mà tạo một cái gọi là cái năng lượng tích cực cho bé khi mà bé học tập, bé rất thích cái môn thể thao này nữa, thì những cái này nó sẽ tạo cho bé một cái năng lượng cực kỳ là lớn trong cái việc học tập và sau này sẽ trở thành một cái nhân tài ha. Rồi đây là một cái giường như vậy. Thì cái hệ thống tủ này có rất là cực kỳ là hay anh chị khách hàng nhé. Thì nó vừa là những cái bậc thang nè mình bước lên được, vừa là những cái học tủ để bé có thể chứa những cái vật dụng của bé, và đây là không gian học tập của bé ha, rất là tinh tế luôn về cái thiết kế. Rồi trong cái phòng ngủ của bé thì cũng có cửa sổ, và cửa sổ của chúng ta thiết kế là tầng nên mọi người thấy nó rất là thoáng luôn nè, nó không bị cửa đối cửa. Rồi chúng ta di chuyển lên cái phòng số 4. Thì phòng số 4 này mọi người có thể làm phòng ngủ hoặc là một cái phòng giải trí cũng rất là thuận tiện ha. Nếu gia đình của chúng ta gọi là ít người thì chúng ta có thể thiết kế theo dạng phòng giải trí như vậy. Thì đây là một không gian giải trí nè mọi người, đúng không ạ? Rất là tuyệt vời luôn ạ, tuyệt vời luôn để mọi người trải nghiệm. Thì mỗi ngày, mỗi cuối ngày á, thì cả gia đình có thể quây quần lên đây để mình cùng gọi là trao đổi những cái việc hàng ngày sau những giờ làm việc mệt mỏi ha. Thì chúng ta lên đây giải trí giúp cho gia đình có sự gắn kết hơn. Hoặc là nếu những gia đình nào mà có thờ phụng ông bà cha mẹ thì ở đây mình có thể làm cái trang thờ ở đây cũng được luôn, hoặc làm cái phòng thờ ha, nó rất là mang cái tính tâm linh, rất là tốt cho gia đạo bình an. Mình vừa làm trang thờ mình vừa là cái nơi gọi là quây quần bên nhau sau một ngày gọi là làm việc học tập các thứ. Thì trên cái phòng này cũng có luôn cái không gian ban công ha, thì trong phòng này cũng có không gian ban công mọi người nhé. Rồi cực kỳ là thoáng và rộng luôn nè, rồi với tầm view cực kỳ là đẹp. Thì mọi người cùng di chuyển ra với Giang ha, thì mọi người thấy nè, thì như chủ đầu tư An Gia là xây dựng dường như là hoàn thiện một số phân khu rồi đó, tốc độ xây dựng của chủ đầu tư An Gia cực kỳ là nhanh luôn mọi người. Nếu anh chị khách hàng nào mà muốn sở hữu ngay một căn tại dự án The Standard này thì hãy nhanh tay vui lòng liên hệ với Giang trước khi mà số lượng căn của chúng ta sắp hết để mình sở hữu ngay. Tại vì lúc mình thấy nó hiện hữu tất cả, mình thấy nó đẹp quá. Mà thực tế gì như thì thấy là ở đây chủ đầu tư tiện ích là chủ tôi làm rồi, rồi có những nhà thật luôn, rồi chỉ còn lại cái việc xây dựng những cái căn này thôi để mà nó hoàn thiện bàn giao thôi, rất là nhanh. Rồi bây giờ anh chị có thể vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ hỗ trợ cho anh chị chọn được một căn ưng ý tại dự án The Standard trước khi chủ đầu tư An Gia bàn giao nhà. Thì chính sách thanh toán lần này cực kỳ là nhẹ luôn chị khách hàng. Anh chị khách hàng chỉ cần thanh toán đúng 15%, anh chị sẽ ngưng đóng tới lúc nhận nhà luôn. Rất là nhẹ đúng không ạ?
những chương trình cực kỳ là hấp dẫn. Hãy liên hệ với Giang. Ngoài cái chương trình này, chủ tư An Gia cũng có những cái chương trình Happy Surprise là nhân ngày mở bán thì có những cái chương trình cực kỳ là hấp dẫn đến với anh chị khách hàng. Hẹn gặp lại anh chị khách hàng tại dự án The Standard. Xin chào anh chị khách hàng.